Armenia ráng đòn vào Nga, cảnh báo xung đột trong 10 ngày tới. Nga thiêu hủy loạt khí tài của Ukraine ở Donetsk. Nga cảnh báo hậu quả nếu Nhật Bản gửi tên lửa Patriot đến Ukraine. NATO toan tính lập 3 tiền đồn sau lưng Nga, Mỹ đề xuất kế hoạch để Israel truy đuổi Hamas mà không cần tấn công Gaza. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan vừa qua đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ về một cuộc xung đột xảy ra ngay cuối tuần này trong đó Nga được cho là giữ vai trò đặc biệt. Phát biểu của ông Pashinyan được đưa ra trong bối cảnh Nga và Armenia gặp bất đồng quan điểm về vấn đề Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã tuyên bố tin vui, đó là Kiev sẽ được cung cấp thêm đạn dược và tên lửa phòng không, giải tỏa cơn khát bấy lâu nay. Trong bài phát biểu qua video công bố ngày 19 tháng 3, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cảnh báo Armenia có thể sẽ đối mặt với một cuộc xung đột với Azerbaijan ngay cuối tuần này nếu không thỏa hiệp với Baku và trả lại bốn ngôi làng của người Azerbaijan mà Yerevan đã nắm giữ từ đầu những năm 1990, trong đó Nga được cho là giữ vai trò đặc biệt. Trong khi đó, Azerbaijan cho biết việc yêu cầu Armenia trả lại đất là điều kiện tiên quyết và cần thiết để tiến tới thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt ba thập kỷ xung đột ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, Yerevan đã hứng chịu thất bại nặng nề khi lực lượng của Azerbaijan phát động tấn công chớp nhoáng, chiếm lại Nagorno-Karabakh, khiến gần như toàn bộ 100.000 người dân tộc Armenia trong khu vực đó phải chạy sang lãnh thổ chính thức của Armenia. Thủ tướng Armenia Pashinyan sau đó đã lên tiếng chỉ trích rằng Nga khiến Armenia thất vọng khi không can thiệp ngăn chặn hành động của Azerbaijan. Đây cũng là một trong những lý do khiến Yerevan cảm thấy không trông đợi được vào Nga. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 3, gần như tất cả các ngân hàng ở Armenia sẽ dừng chấp nhận thẻ thanh toán MIR của Nga. Việc dùng thẻ MIR để thanh toán không dùng tiền mặt tại các máy post và rút tiền mặt từ ATM sẽ bị từ chối. Tờ Caliber.az của Azerbaijan nhận định, vốn phụ thuộc vào Nga ở nhiều khía cạnh, việc Armenia bất ngờ tẩy chay thẻ MIR của Nga được xem là bước đi táo bạo tiếp theo của Yerevan trong việc công khai chống đối Moscow, đồng thời tung đòn dáng khắc nghiệt tính đến thời điểm này vào hệ thống thanh toán, vốn được Nga xây dựng riêng suốt 8 năm qua để né tránh các biện pháp trừng phạt. Theo -Jonen, thẻ "temia" trong tiếng Nga có nghĩa là thế giới và bình yên, còn được xem là một đại diện cho chiến thắng của tổng thống Nga Putin trong cuộc chiến tài chính với phương Tây. Tass cho rằng, động thái của Armenia xuất phát từ việc nước này có nguy cơ rơi vào lệnh trừng phạt thứ cấp của kho bạc Hoa Kỳ. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, ngay trong ngày 19 tháng 3, Bộ ngoại giao Nga đã đưa ra phản ứng trước các động thái của Armenia. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, Maria Zakharova khẳng định: "Hãy xem những người phụ trách mới từ Liên minh châu Âu, NATO và Washington đã đưa vấn đề này đi xa tới đầu. Xin lưu ý, tuyên bố này không hề liên quan tới Nga. Đây là thẩm quyền của chính quyền sở tại Yerevan và là kết quả quá trình tham vấn với phương Tây. Liên quan tới việc Armenia dừng chấp nhận thẻ MIA, người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia Nga về thị trường tài chính Anatoly Askov khẳng định quyết định của Armenia sẽ là một tổn thất đặc biệt đối với chính quốc gia và người dân nước này. Vào tháng trước, Nga và Armenia gặp bất đồng về vấn đề Ukraine. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin Ông Dmitry Peskov cho biết, quan điểm của nước này và Armenia về Ukraine là khác nhau hoàn toàn. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau tuyên bố của Thủ tướng Armenia Pashinyan. Ông nói rằng Armenia không phải là đồng minh của Nga liên quan đến vấn đề xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Pashinyan lưu ý, Armenia tuân thủ tuyên bố Alma Ata mà Nga và Ukraine cùng với các nước khác đã thông qua về công nhận biên giới quốc gia. Ở diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố Kiev sẽ được cung cấp thêm đạn dược và tên lửa phòng không. Trong cuộc họp lần thứ 20 theo thể thức Ramstein, Liên minh các nước đối tác đã thể hiện sự đoàn kết và hoạt động của họ trong việc giúp đỡ Ukraine. Bộ trưởng Umerov cho biết, ông đã thảo luận về kế hoạch của Ukraine đến năm 2024, việc xây dựng công sự, tăng cường phòng không Ukraine, cung cấp thiết bị tác chiến điện tử và vũ khí tầm xa. Việc phòng không Ukraine thiếu tên lửa trầm trọng đã tạo điều kiện cho không quân Nga đẩy mạnh ném bom. Tuy nhiên, trong thời gian tới, sau khi Ukraine đã qua cơn bị cực, nhận được tên lửa bổ sung cho các hệ thống phòng không, lực lượng Ukraine có thể sẽ cải thiện tình hình hoặc thậm chí lật ngược thế cờ, giành lại bầu trời và giáng những đòn sấm sét vào không quân Nga. Một chỉ huy phi đội máy bay không người lái của Nga có bị danh Zanoza cho biết quân đội Ukraine đã giảm bớt các hoạt động ở khu vực Adipka thuộc Donetsk. Ngày 20 tháng 3, ông Zanoza nói, hoạt động của họ đã giảm đáng kể từ khi chúng tôi giành quyền kiểm soát Adipka. Họ có phản kháng nhưng không còn mạnh mẽ như trước, tinh thần của họ đang sa sút. Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk nói với TASS trước đó cùng ngày rằng, quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến đường tiếp tế của Ukraina cho lực lượng đóng gần Adipka. Trước đó, hồi đầu tháng 3, quân đội Ukraina tuyên bố đánh bật lực lượng Nga tại Krasnohorivka trong đợt phản kích hiếm hoi sau thất bại ở thành trì Adipka. Ông Maxim Zorin, phó chỉ huy lữ đoàn thông báo, lữ đoàn xung kích số 3 Ukraina đẩy đối phương ra khỏi Krasnohorivka, tỉnh Donetsk quân đội Nga không chịu đầu hàng và bị vô hiệu hóa trong những ngôi nhà mà họ chiếm giữ. Lữ đoàn số 3 Ukraine cho biết, thành phố Karasnogorovka từng bị lực lượng Nga tấn công và kiểm soát từ ngày 27 tháng 2, sau khi Ukraine thất thủ ở thành trì Adipka gần đó. Chỉ trong vài ngày, các đơn vị Nga đã chuẩn bị cho giai đoạn phòng thủ lâu dài tại Karasnogorovka. Ông Zorin gọi việc đẩy lực lượng Nga ra khỏi Karasnogorovka là cuộc phản kích được tiến hành sau những thất bại liên tiếp gần đây của Ukraine tại Adipka cùng nhiều khu dân cư lân cận. Sau khi kiểm soát thành trì Adipka, lực lượng Nga mở nhiều mũi tấn công trên khắp chiến tuyến dài 1.000 km. Theo Bộ Quốc phòng Anh, nỗ lực này của Nga có thể nhằm kéo căng lực lượng Ukraine vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí, đạn dược và việc bị giáng đòn mạnh vào sĩ khí vì để mất Adipka. Còn về phía Nga, phát ngôn viên của nhóm chiến đấu phía đông thuộc quân đội Nga, ông Alexander Gurdjieff cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị của chúng tôi đã cải thiện vị trí tiền tuyến, đẩy lùi hai vụ phản kích từ lữ đoàn riêng biệt số 1 của Tổng thống Ukraine gần khu định cư uro Hainose, loại bỏ nhóm binh sĩ dự bị thuộc lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 108 của Kiev gần khu định cư Minoza. Theo người phân hồn, nhóm chiến đấu phía đông cũng ngăn chặn thành công các nỗ lực tiến công của đối phương ở tiền tuyến gần các khu định cư Stamajoskoye và Robnobol. Với hỏa lực pháo binh, súng phun lửa hạng nặng và các cuộc không kích, binh sĩ Nga đã phá hủy các thành trì và gây thiệt hại lớn về nhân lực cho lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 của Ukraine gần các khu định cư Saktios và Staromaioskoze. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự tại Ukraine, trong đó trên đường Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Du của Nga đã có được các phòng tuyến và vị trí thuận lợi hơn, đồng thời đã gây tổn thất đối với các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine AFU và cải thiện tình hình dọc trên tuyến. Nga đã đánh bại các đội hình của lữ đoàn tấn công đường không số 79, lữ đoàn không vận số 46 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 118 của AFU gần Novo Mikhailovka, radoluka và Georgievka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR. Hơn 215 binh sĩ Ukraine, 3 xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh và 4 xe cơ giới đã bị vô hiệu hóa. Trong quá trình tác chiến phản pháo, một hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất hai hệ thống pháo tự hành Gvozdika, một pháo D-30 và một hệ thống pháo phòng không S-60 của Ukraine đã bị loại bỏ. Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok của Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực và đẩy lùi hai cuộc phản công của các nhóm của Lữ đoàn Cơ giới 72 AFU gần Staromazoskoze, DPR. Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 130 binh sĩ Ukraine, một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, năm xe cơ giới và một hệ thống pháo tự hành Gvozdika. Bên cạnh đó, các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của AFU tại 114 khu vực chỉ trong một ngày. Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 143 UAV Ukraine và bắn hạ 38 quả nạn HIMARS, Polka, Grad và vabia Theo hướng Adipka, nhóm lực lượng TSEN của Nga đã kiểm soát oloka TPR và cải thiện tình hình dòng chiến tuyến. Ở chiều đối diện, ông Ivan Hapriliuk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tỷ lệ tiêu thụ đạn pháo trên chiến trường kể từ đầu năm 2024 là 1,7 nghiêng về phía Nga ông Hapri Liuk viết trên Telegram. Trên thực tế, Moscow không giảm cường độ hỏa lực và họ kỳ vọng sẽ có đủ đạn pháo để thống trị chiến trường trong thời gian dài. Vị thứ trưởng cho rằng, hỏa lực của Nga không chỉ do Moscow tự sản xuất mà còn có sự hỗ trợ từ Triều Tiên với số lượng đáng kể. Trong khi đó, theo ông Hapri Liuk, dự trữ đạn dược của một số danh mục nhất định của Ukraine đang giảm xuống mức nghiêm trọng. Ngoài ra, vị thứ trưởng cho rằng một yếu tố khác khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn là sự vượt trội của Nga về máy bay chiến đấu. Do đó, ông Habri kêu gọi các nước cung cấp tiêm kích F-16 để Ukraine vượt qua khó khăn này. Ông Habri cho biết thêm, kể từ đầu năm nay, máy bay Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí của chúng tôi, gấp 16 lần so với năm 2023. Cuối tháng 12 năm 2023, Nhà Trắng xác nhận hoạt động chuyển giao tên lửa Patriot của chính quyền Nhật Bản cho Mỹ. Quan chức nước này cho rằng việc chuyển giao tên lửa Patriot sẽ góp phần tăng cường an ninh và hòa bình của Nhật Bản ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đại sứ Nhật Bản tại Nga Akira Muto sau đó cho hay tên lửa Patriot đã được chuyển từ Nhật Bản sang Mỹ nhưng không được sử dụng ở Ukraine. Quyền giám đốc vụ châu Á của Bộ Ngoại giao Nga Sergei Jetsky cho hay hồi tháng 12 năm 2023, chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đạt được sự nới lỏng về xuất khẩu thiết bị quân sự. Chúng tôi đã trực tiếp cảnh báo người Nhật thông qua đại sứ quán Nhật Bản tại Moscow và không nghi ngờ gì về người hưởng lợi cuối cùng từ quyết định đó. Cuối năm 2023, Nga cũng từng cảnh báo hoạt động xuất khẩu vũ khí sát thương từ Nhật sang Mỹ sẽ để lại những hệ quả tiêu cực với an ninh khu vực và thế giới, cho rằng quyết định thay đổi chính sách bán khí tài quân sự của Tokyo chủ yếu nhằm phục vụ lợi ích của Washington. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova trước đây từng nói rằng có khả năng tên lửa Patriot mà Nhật Bản bán cho Mỹ sẽ được chuyển đến Ukraine như nhiều loại vũ khí khác. Việc tên lửa Nhật Bản rơi vào tay quân đội Ukraine dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng nhất đối với mối quan hệ song phương Moscow Tokyo. Trong một diễn biến liên quan, Nga vừa qua tuyên bố bắn hạ một quả đạn phóng từ hệ thống Patriot của Ukraine trên vùng trời tỉnh biên giới Belgorod nhưng chưa nêu tình huống dẫn đến vụ đánh chặn. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 19 tháng 3 rằng lực lượng phòng không trực chiến đã phá hủy một tên lửa S-200 hoán cải nhằm vào tỉnh Kursk, đồng thời đánh chặn một quả đạn từ hệ thống phòng không Patriot trên vùng trời tỉnh Belgorod. Tỉnh Belgorod nằm ở Tây Nga, giáp biên giới tỉnh Kharkov và đông bắc Ukraine. Sau khi vụ việc xảy ra, Nga không công bố hình ảnh chứng minh tuyên bố này, cũng không nêu rõ đã sử dụng khí tài nào để bắn hạ đạn tên lửa Patriot, loại vũ khí được Ukraine tăng cường sử dụng gần đây để đối phó với tiêm kích ném bom Su-34 Nga ném bom lượn vào tiền tuyến. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Patriot từng được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine nhờ năng lực chiến đấu vượt trội so với các hệ thống phòng không mà phương Tây viện trợ trước đó. Không quân Ukraine cuối năm ngoái nói rằng đơn vị Patriot nước này đã bắn hạ 5 trực thăng và chiến đấu cơ Nga trên bầu trời tỉnh biên giới Bryansk của Nga hồi tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo Patriot không thể giải quyết được mọi vấn đề phòng không của Ukraine và chúng cũng là mục tiêu hàng đầu của quân đội Nga. Nga ngày 20 tháng 3 cho biết, các binh sĩ nước này đang đẩy lùi lực lượng Ukraine và Moscow sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội bằng cách bổ sung thêm hai đội quân và hàng chục sư đoàn, lữ đoàn mới vào cuối năm nay. Hãng Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố trước các tướng cấp cao rằng các nhóm lực lượng Nga tiếp tục ép đối phương phải rời vị trí. Mỹ và các nước vệ tinh cực kỳ quan ngại về sự thành công của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực quân sự. Các nhóm quân kết hợp của Nga sẽ tiếp tục tăng cường tấn công các mục tiêu của đối phương. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Sego, quân đội Nga đã thành lập một quân đoàn lục quân, một sư đoàn súng trường cơ giới, một hạm đội sông DDP và một lữ đoàn tàu hoạt động trên sông. Đồng thời, Nga sẽ thành lập hai đội quân vũ trang hỗn hợp và 14 sư đoàn, 16 lữ đoàn mới và tiếp tục cải thiện cơ cấu chiến đấu và sức mạnh quân số của quân đội Nga phù hợp với các mối đe dọa mới nổi đối với an ninh đất nước. Trong khi đó, giới chức tình báo phương Tây nhận định, cuộc xung đột có thể bước vào giai đoạn bước ngoặt vì kỹ ép cần các đồng minh phương Tây cung cấp thêm nhiều vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó cho biết sự sống còn của Ukraine đang bị đe dọa. Về phía Ukraine, hãng tin Al Jazeera có trụ sở ở Qatar ngày 18 tháng 3 cho biết, Nga dường như đã sẵn sàng tăng cường quân đội tấn công sau khi tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử, khiến Kyiv không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm điều tương tự. Trong một cuộc xung đột diễn ra cách xa tiền tuyến, các nhà lập pháp Ukraine đang tranh luận về một dự luật có thể quyết định vận mệnh của đất nước họ trong cuộc xung đột với Nga. Dự luật này cho phép huy động tới 500.000 quân nhân mới, tương đương với việc tăng thêm 50% số quân đội thường trực của Ukraine, giúp nước này cuối cùng có thể phá vỡ vòng vây của Nga ở các khu vực phía nam cắt mặt trận làm đôi và buộc Điện Kremlin phải đàm phán theo điều kiện của Kiev. Sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự nhằm ở Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Kiev đã huy động nam giới trên 27 tuổi tham gia quân đội. Nhưng chỉ một phần ba trong số hàng triệu nam và nữ mặc quân phục đang làm nhiệm vụ chiến đấu chống lại 462.000 binh sĩ Nga. Theo ước tính của Kiev, còn theo tuyên bố của ông Putin là 617.000 binh sĩ. Phần nhân sự còn lại của Ukraina đóng vai trò hỗ trợ, bao gồm hàng chục nghìn người được đưa đến biên giới phía Bắc, giáp Belarus, nơi trước đây được Moscow được sử dụng làm bàn đạp để tấn công Kiev. Này vẫn còn yên tĩnh, nhưng Ukraine muốn ngăn chặn kịch bản trước đây lặp lại. Ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố gói viện trợ trị giá 500 triệu euro, tương đương 542 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc đàm phán với Mỹ và các đồng minh khác tại căn cứ không quân Ramstein, Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh chúng tôi một lần nữa đưa ra gói viện trợ trị giá gần nửa tỷ euro. Gói viện trợ này bao gồm cả 10.000 viên đạn. Ông cũng khẳng định Mỹ vẫn là một đối tác đáng tin cậy. Liên quan đến việc viện trợ cho Ukraine, cùng ngày 19 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bảo vệ quyết định không chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kiev. Phát biểu tại một hội nghị ở Berlin, Thủ tướng Scholz cũng nhấn mạnh Đức là quốc gia châu Âu hỗ trợ lớn nhất cho Ukraine. Đến nay đã cung cấp hoặc cam kết cung cấp viện trợ trị giá 28 tỷ euro cho chính quyền Kiev. Đức đã chuyển giao gần như tất cả các loại vũ khí sát thương cho Ukraine như xe tăng chiến đấu, pháo binh, tên lửa Patriot và tên lửa phòng không hiện đại Iris T. Nhà lãnh đạo Đức cho biết tất cả những điều này đã được quyết định một cách thận trọng và phối hợp đúng đắn với các đồng minh. Việc viện trợ tên lửa Taurus cho Ukraine vốn là vấn đề gây chia rẽ nội bộ nước Đức trong một thời gian gần đây. Căng thẳng sau đó còn được khuếch đại khi Nga công bố ghi âm cuộc trò chuyện về vấn đề này giữa các quan chức quân sự cấp cao của Đức. Thủ tướng Olaf Scholz, một thành viên Đảng Dân Chủ Xã hội SPD đã loại trừ việc chuyển giao tên lửa ở thời điểm hiện tại, nói rằng tầm bắn của Taurus quá xa và Đức có thể bị lôi kéo trực tiếp hoặc gián tiếp vào cuộc chiến nếu Berlin cố cung cấp chúng cho Kiev. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, CDU, CSU đối lập lại ủng hộ ý tưởng này và đang tiến hành một loạt cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Bundestag để khuyến nghị nên cung cấp Taurus những nhân vật hàng đầu từ cả hai đối tác liên minh cấp dưới của SPD là Đảng Xanh và FDP cũng đang lên tiếng ủng hộ ý tưởng trên hoặc một số đề xuất thay thế liên quan đến một trao đổi vũ khí với Vương quốc Anh. Ngoại trưởng Anh David Cameron, người đã đến thăm Berlin gần đây, dường như đã mở ra một cánh cửa thay thế cho ý tưởng chuyển giao tên lửa Taurus. Ông đề xuất trong một cuộc phỏng vấn truyền thông với nhật báo Süddeutsche Zeitung của Đức rằng Berlin có thể gửi tên lửa Taurus tới Anh. Đổi lại, Anh gửi cho Ukraine thêm tên lửa Storm Shadow có tầm bắn ngắn hơn và không thể vươn xa tới Nga từ Ukraine. Đức đã đưa ra ý tưởng này từ nhiều tháng trước khi tranh cãi về Taurus bắt đầu, nhưng khi đó họ vấp phải phản ứng thờ ơ từ London. Taurus là tên lửa hành trình tầm xa dành cho máy bay do Đức, Thụy Điển hợp tác sản xuất, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km. Với tầm bắn này, nếu được triển khai tại Ukraine, chúng có thể tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Với đầu đạn nặng tới 480 kg, Taurus có thể bắn trúng cả mục tiêu lẻ như xe tăng, pháo, radar, sở chỉ huy, bệ phóng tên lửa và các mục tiêu lớn hơn như những đoàn xe quân sự, cụm sở chỉ huy, căn cứ quân sự, kho bãi. Hơn nữa máy bay mang tên lửa không cần phải đi vào khu vực phòng không của đối phương. Sau nhiều lần sửa đổi, Taurus được trang bị những tổ hợp kỹ thuật mới nhất: hệ thống định vị tự động, thiết bị nhận dạng mục tiêu, cảm biến bức xạ của kẻ thù, bẫy chống tên lửa. Đây là một trong những tên lửa hành trình tiên tiến nhất do châu Âu sản xuất. Ở một số khía cạnh, nó có thể so sánh với Storm Shadow của Anh và Pháp. Thậm chí với một số tiêu chí như cự ly, sức mạnh và nhắm mục tiêu theo nhiều lớp, nó còn vượt trội. Một ưu điểm khác của Taurus là tên lửa này có thể bay ở độ cao chỉ 35 mét, khiến hệ thống radar gần như không thể phát hiện lực lượng ukraine vừa qua đã sử dụng mìn định hướng làm đầu đạn cho máy bay không người lái cảm tử loại vũ khí này giúp tăng khả năng sát thương khi tấn công bộ binh đối phương trước đó đơn vị trinh sát sa đầu của ukraine đã đăng video cho thấy lực lượng này sử dụng máy bay không người lái loại nhỏ dran tấn công vào một vị trí của binh sĩ nga ở tiền tuyến trong video, máy bay không người lái trinh sát Ukraine đã phát hiện binh sĩ Nga đang ẩn nấp bên cạnh một gốc cây giữa bãi đất trống và chuyển tọa độ về cho lực lượng triển khai máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất FPV tấn công. Khi phát hiện chiếc máy bay không người lái FPV của Ukraine đang bay đến gần, binh sĩ Nga đã vòng ra sau gốc cây để dùng làm chỗ ẩn nấp. Tuy nhiên, máy bay không người lái Ukraine không lao về phía mục tiêu mà đã phát nổ trên không, tạo ra vô số mảnh vỡ rơi xuống đất. Một số video trên mạng xã hội gần đây cho thấy, các đơn vị của Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái FPV có cơ chế hoạt động tương tự để tấn công lực lượng Nga. Chuyên gia quân sự David Hamblin của Forbes nhận định, quân đội Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái FPV mang đầu đạn phân mảnh trên không. Chúng có khả năng gây sát thương lớn hơn nhiều so với đầu đạn RPG thông thường khi tấn công binh sĩ ở khu vực chống trải. Có thể nói chúng không khác gì một quả mìn M18A1 Claymore biết bay. M18A1 Claymore là loại mìn định hướng chống bộ binh được quân đội Mỹ sử dụng phổ biến trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Mìn Claymore có hình chữ nhật cong, mặt cong phía trước là hướng gây sát thương. Bên trong quả mìn chứa đầy thuốc nổ C4, khi được kích nổ sẽ phóng ra khoảng 700 viên bi kim loại trong phạm vi một góc 60 độ hình rẻ quạt ra phía trước, tầm sát thương hiệu quả khoảng 50 mét. Mỗi viên bi có lực xuyên phá tương đương một viên đạn. Đã có nhiều quốc gia trên thế giới học được kỹ thuật thiết kế của Claymore và tự phát triển các mẫu mìn tương tự, trong đó có dòng MON-50 của Liên Xô. Theo chuyên gia quân sự David Hambling của Forbes, máy bay không người lái FPV mang đầu đạn RPG có thể tấn công hiệu quả các phương tiện hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép hay pháo tự hành, nhưng khó khăn khi tấn công các mục tiêu là bộ binh vì họ có thể chủ động linh hoạt để né tránh. Chuyên gia này cho biết thêm, máy bay không người lái FPV sử dụng loại đạn thông thường được thiết kế để phát nổ khi va chạm. Vì vậy, để đối phó với bộ binh, nó cần phải bắn trúng mục tiêu hoặc ít nhất là phát nổ ngay cạnh mục tiêu đó. Các mục tiêu nhỏ và linh hoạt là thách thức thực sự đối với máy bay không người lái FPV. Trong khi đó, cơ chế kích hoạt của mìn định hướng dạng Claymore sẽ khiến bộ binh khó né tránh hơn do chiếc drone không cần phải va chạm vào mục tiêu để phát nổ. Cơ chế này cũng giúp khắc phục tình trạng gián đoạn liên lạc với drone ở giai đoạn cuối do mất tầm nhìn. Người điều khiển vẫn có thể kích nổ đạn trước khi mất tín hiệu vô tuyến. Hiện tại cả Nga và Ukraine hiện đều sở hữu số lượng lớn máy bay không người lái FPV và đang tích cực tăng cường sản xuất loại vũ khí này. Trong năm nay, Kiev dự kiến sẽ có thêm khoảng 2 triệu máy bay không người lái, trong đó 1 triệu chiếc tự sản xuất, số còn lại sẽ do phương Tây viện trợ. Thưa quý vị, trước diễn biến cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng phức tạp, cùng với những động thái gần đây của giới lãnh đạo NATO, càng thêm rõ ràng rằng liên minh này có thể sẽ gây bất ổn cho biên giới Nga khi tiếp tục lập thế chân kiềng sau lưng Nga. Những động thái gần đây của giới lãnh đạo NATO cho thấy Georgia, Armenia và Azerbaijan có thể biến thành những tiền đồn của NATO sau lưng Nga. Theo giới truyền thông Nga, mong muốn của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương nhằm gây bất ổn tình hình gần biên giới Nga ngày càng trở nên rõ ràng hơn sau những động thái mới đây của các nhà lãnh đạo NATO. Theo bài viết của reporter, sau khi Armenia bị thu hút vào quỹ đạo lợi ích của phương Tây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có chuyến công du tới ba thủ đô của các nước Cộng hòa. Transcaucasian dường như nằm trong chiến lược tiếp tục bành trướng sang phía đông lập thế chân kiềng sau lưng Nga. Hôm 18 tháng 3, người đứng đầu Liên minh đã tổ chức các cuộc gặp gỡ song phương tại Tbilisi. Sau đó ông tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ lộ trình gia nhập NATO của Georgia. Nhà lãnh đạo NATO tuyên bố khối này có kế hoạch mở rộng hợp tác với Georgia và không loại trừ việc kết nạp Tbilisi gia nhập liên minh. Trước đó, tổng thư ký của Liên minh đã đến thăm Baku, thủ đô của Azerbaijan, nơi ông báo cáo về cơ hội cao để Armenia và Azerbaijan đạt được hòa bình lâu dài. Với sự bảo trợ của Hoa Kỳ, tiếp theo, người đứng đầu NATO có kế hoạch đến thăm thủ đô Yerevan, nơi ông dự định cũng sẽ đưa ra viễn cảnh tươi đẹp đối với Armenia, tương tự như những gì đã trình bày ở Baku. Nhà khoa học chính trị người Armenia là ông Stepan Danielian tin tưởng rằng ông Stoltenberg đang cố gắng làm mọi cách để NATO có thể tiến vào khu vực một cách vững chắc và đưa ra trò chơi địa chính trị với Nga, biến Yerevan trở thành một con bài mặc cả, khiến khu vực sau lưng của nước Nga trở nên bất ổn. Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan tình báo Đức đã chuẩn bị cho chính phủ một bản phân tích về mối đe dọa quân sự từ Nga, trong đó dự đoán rằng từ năm 2026 trở đi, Moscow có thể tấn công lãnh thổ các nước thành viên NATO. Theo một báo cáo bí mật, điều này có thể khiến Nga tăng gấp đôi sức mạnh quân sự của mình trong 5 năm tới so với hiện tại, đặc biệt là về vũ khí thông thường. Business Insider cho biết, trụ sở NATO cũng chia sẻ mối lo ngại về khả năng quân sự ngày càng tăng của Nga và sự đối đầu tiếp theo, nhưng không nhất thiết coi nó dẫn đến xung đột. Đặc biệt, Business Insider trích dẫn những đánh giá từ cơ quan tình báo Mỹ rằng không thấy nguy cơ Nga tấn công NATO và tin rằng các lực lượng vũ trang Nga sẽ cần thêm từ 5 đến 8 năm nữa để khôi phục sức mạnh quân sự mà họ có trước cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ đứng đầu, đồng nghĩa với việc hành tinh này chỉ còn một bước nữa là đến chiến tranh thế giới lần thứ ba tổng thống nga vladimir putin vừa qua đã ra lệnh cho cơ quan an ninh liên bang nga fsb tăng cường nỗ lực chống khủng bố trước những đối phương mạnh và nguy hiểm ông putin nói trong cuộc họp với fsb rằng tôi yêu cầu fsb cũng như các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật dưới sự phối hợp của ủy ban chống khủng bố gia tăng công tác chống khủng bố trên mọi hướng vì thực tế là đối phương của chúng ta mạnh và nguy hiểm họ có nguồn thông tin dồi dào có khả năng kỹ thuật và tài chính tổng thống lưu ý Chúng tôi biết rõ họ có khả năng gì, bao gồm cả các phương pháp tình báo cũng như các phương pháp khủng bố. Ông Viện dẫn vụ tấn công khủng bố trắng trợn nhằm vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ở biển Baltic và nói rằng họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Trước đó trong ngày 19 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu FSB xác định và trừng trị các tay súng của những lực lượng dân quân thân Ukraine ở khu vực biên giới. Ông Putin nhấn mạnh, chúng ta không được quên những kẻ phản bội này, phải xác định rõ danh tính và trừng trị những kẻ này mọi lúc mọi nơi. Cũng theo chủ nhân điện Kremlin, toàn bộ nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga của các lực lượng dân quân thân Ukraine đều thất bại. Tổng thống Putin nói thêm, những tay súng này phải chịu tổn thất nặng nề, bị lực lượng nước ngoài coi như tốt thí. Đây là kết quả mà họ đáng phải nhận. Thời gian qua, các nhóm dân quân thân Ukraine gồm quân đoàn tự do Nga, FRL, tiểu đoàn Siberia và quân đoàn tình nguyện Nga, RVC đã tuyên bố kiểm soát hai ngôi làng ở vùng biên giới Belgorod. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng biên phòng và FSB đã chặn đứng các cuộc đột kích, đồng thời gây thiệt hại lớn cho đối phương. Nga quy trách nhiệm cho Ukraine về loạt vụ xâm nhập của những nhóm dân quân nói trên, trong khi các vụ pháo kích và xâm nhập lãnh thổ dọc biên giới có thể buộc Nga phải phân tán lực lượng để đối phó, khiến tình hình an ninh tại khu vực này suy yếu, gây nhiều khó khăn cho Moscow. Quân đội Nga cũng cho biết đã đạt được nhiều thắng lợi ở miền đông Ukraine. Mới đây nhất, ở mặt trận Adipka, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm đã nắm quyền kiểm soát làng Olokha. Đây là thành quả mới nhất trong chuỗi thắng lợi của Moscow, vốn có được nhờ việc giành quyền kiểm soát Adipka một tháng trước. Trước tình thế khó khăn hiện nay trên các mặt trận xung đột, Kiev đáp trả bằng các vụ xâm nhập tấn công vào lãnh thổ Nga giáp biên giới ngày càng nhiều. Thưa quý vị, Nga đã tận dụng thời điểm Ukraine thiếu thốn vũ khí để đẩy mạnh các cuộc tấn công trên toàn tuyến, đặc biệt là ở khu vực xung quanh Adipka. Nơi các hệ thống phòng ngự tương đối sơ sài, ngày 19 tháng 3 Nga đã tăng tốc tấn công và giành được làng Olipka, khu vực Adipka ở mặt trận miền Đông. Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo, quân đội nước này kiểm soát thêm một khu vực chiến lược sau bước tiến ở thị trấn Adipka, vùng Donetsk. Theo hướng Adipka, các đơn vị thuộc cánh quân trung tâm Nga đã kiểm soát làng Olipka và cải thiện tình hình dọc trên tuyến sau khi Adipka thất thủ hồi tháng trước quân đội Ukraine buộc phải rút lui về các tuyến phòng thủ dọc theo Tonenke, Berdychi và Ulipka. Tuy nhiên, Ukraine đang phải đối mặt với một đối thủ có tiềm lực quân sự dồi dào và khả năng sản xuất vũ khí mạnh mẽ như Nga. Nga tận dụng thời điểm đối thủ đang thiếu thốn vũ khí để đẩy mạnh các cuộc tấn công trên toàn tuyến, đặc biệt là ở khu vực Adipka, nơi thành trì kiên cố nhất của đối phương đã bị sụp đổ và các phòng tuyến ở khu vực lân cận tương đối sơ sai. Trong vài tuần qua, Nga đã giành được thêm một số vùng lãnh thổ từ Ukraina Trong diễn biến liên quan, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV lực lượng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch mới vào mùa hè. Quân Nga đang tập trung tiến thật nhanh về tận phía tây của Adipka trước khi Ukraine kịp thiết lập được một hệ thống phòng ngự khó xuyên thủng tại khu vực này. Sau khi Nga chiếm được Adipka ở tỉnh Donetsk trong tháng 2, một bản đồ của ISV cho thấy quân Nga trong tuần này đã chiếm thêm thị trấn Nevensk và tiến bước ở Pervomaisk ở phía tây nam và ở Budichi về phía tây bắc. Một bản đồ khác về tỉnh Lugan cho thấy lực lượng Nga tiến về Sinkipka, phía bắc của Pakhmut, Atemov. Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Oleksandr Zizky, trước đó thông báo rằng Nga đang tập trung lực lượng trên đường Adipka, hàng ngày tổ chức các cuộc tấn công bằng lực lượng cơ giới và bộ binh nhằm đột phá phòng tuyến Ukraine. IS với các nhận định, lực lượng Nga có thể tiến hành các cuộc tiến công suốt mùa xuân này, bất chấp thời tiết bất lợi và địa hình phức tạp, nhằm khai thác tình trạng Ukraine thiếu vũ khí, khí tài trước lúc các gói viện trợ quân sự của phương Tây kịp tới nơi. Phương Tây lo ngại rằng quá trình xây dựng tuyến phòng ngự tại Ukraine không theo kịp đà tấn công nhanh chóng của Nga. Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy lực lượng đặc biệt nước này tiếp cận một chiếc xe tăng Abram bị phá hủy trong cuộc tấn công ở làng Berdychi ở Adipka và hình ảnh bên trong phương tiện này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, không dễ để tiếp cận chiếc xe tăng Abram ở làng Berdychi do vị trí của lực lượng Ukraine vẫn ở rất gần phương tiện này, trong khi máy bay không người lái hoạt động liên tục trên bầu trời nhóm chiến đấu Tesen của Nga đã tiếp cận để kiểm tra chiếc xe tăng Abram và thu thập các vật mẫu kỹ thuật hữu ích cho bộ chỉ huy. Cho đến nay, Ukraine đã mất 4 xe tăng chiến đấu chủ lực Abram do Mỹ cung cấp. Trong đó, chiếc đầu tiên đã bị máy bay không người lái FPV góc nhìn thứ nhất tấn công khoang chứa đạn và gây ra hỏa hoạn. Chiếc Abram thứ hai bị máy bay không người lái và tên lửa chống tăng ATGM tấn công, nhưng kiếp lái đã kịp thoát ra ngoài. Ngày 19 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, theo hướng Adipka, các đơn vị thuộc cánh quân trung tâm Nga đã kiểm soát làng Oloka, vùng Donetsk và cải thiện tình hình dọc chiến tuyến. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố, trong vòng 24 giờ chiến đấu, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của đối phương nhằm vào làng Oloka. Theo Erya Novosti, Oloka có vị trí quan trọng. Ngôi làng này nằm trên tuyến phòng thủ của lực lượng Ukraine, chạy dọc hai khu định cư Bedechi ở phía Bắc và Toneskoye ở phía Nam đều thuộc vùng Donetsk. Đây là tuyến phòng thủ kiên cố do lực lượng Ukraine thiết lập sau khi buộc phải rút lui khỏi Arika. Erdoganovsky nhận định, sau khi Olokha thất thủ, tuyến phòng thủ của lực lượng Ukraine sẽ lùng lay dữ dội. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hành động trinh sát của cánh quân phía Tây phát hiện một nhóm vũ trang Ukraine ở khu rừng giáp danh giới vùng Bengorod. Đòn tập kích phủ đầu chính xác của quân đội Nga đã triệt hạ nhân sự và phương tiện của đối phương. Quân đội Nga cũng thực hiện cuộc tập kích bằng bom lượn phá hủy một điểm tập kết quân tạm thời của lực lượng Ukraine gần danh giới vùng Kursk. Theo cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt, đại tá về hưu Anatoly Matvichuk của Nga, việc Nga kiểm soát làng Oloka ở Cộng hòa Donetsk tự xưng sẽ cho phép họ tiếp cận Kramatorsk. Ông Matvichuk giải thích, theo sơ đồ hoạt động, cuộc tiến quân này sẽ cho phép quân đội Nga tập hợp lại lực lượng và tiếp cận những khu vực giúp đánh bại đối phương ở Kramatorsk và Slavyansk. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của từng khu định cư được quân đội Nga kiểm soát ở Cộng hòa Donetsk tự xưng. Trước đó, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát làng Minoye ở vùng Zaporizhia theo hướng Yud Noronets và đẩy lùi cuộc phản công của nhóm tấn công từ lữ đoàn cơ giới số 72 của lực lượng vũ trang Ukraine gần làng Vodian ở Cộng hòa Donetsk tự xưng. Trong một diễn biến khác, tại khu vực Bakhmut, Ukraine tiến hành trinh sát dọc tuyến Radolovka, Orykhov, Vasilievka nhưng bị đẩy lùi. Giao tranh đang diễn ra ở khu vực Bogdanovka và Ivanovsky. Theo hướng Donetsk, lực lượng Kiev đã gần như đánh bật hoàn toàn quân Nga ra khỏi Krasnohorovka. Tuy nhiên, lực lượng Moscow vẫn đang giữ vững bản đạp ở ngoại ô phía nam thành phố. Các khu vực khác của mặt trận, tình hình vẫn ổn định. Cả hai bên đang tiến hành trinh sát lẫn nhau và đấu pháo, đôi khi kiểm tra sức mạnh phòng thủ bằng các nhóm tấn công nhỏ. Trong khi đó, ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào quân chúng Zaporizhia, nói với RIA Novosti rằng quân đội Nga đã cải thiện các vị trí của họ ở trung tâm làng Rabotino trên tiền tuyến Zaporizhia. Giao tranh ác liệt tiếp tục. Kênh Rezhevo cho biết, lực lượng Moscow đã để lùi quân Ukraine ra khá xa khỏi Vebov, khiến thành quả chiến dịch phản công hay thu năm ngoái của đối phương gần như bị xóa sổ. Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trực thăng tấn công của không quân Nga đã liên tiếp dội hỏa lực vào thành trì cũng như các nhóm quân của lực lượng vũ trang Ukraine ở Nam Donetsk. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay nhóm tấn công của lực lượng không quân Nga đã đánh trúng vào thành trì và các nhóm quân của Ukraine ở hướng Nam Donetsk. Cuộc tập kích được thực hiện bằng tên lửa không dẫn đường S-8. Trong khi đó, tờ Izvestia dẫn lời người đứng đầu trung tâm báo chí của cánh quân Vostok, Nga, Alexander Gorev cho biết thêm một diễn biến quan trọng khác. Lực lượng không quân ném bom và pháo binh của nhóm lực lượng miền Đông Nga đã tiến hành các cuộc không kích gây thiệt hại nặng nề vào pháo đài của Lữ đoàn Tổng thống số 1 và Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 128 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Gorev cho hay các đợt không kích từ máy bay ném bom và pháo binh, hệ thống phun lửa hạng nặng đã đánh trúng các pháo đài và nơi tập trung quân lực của Lữ đoàn Tổng thống số 1 và Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 128, lực lượng vũ trang Ukraine ở các khu vực Staromaioske, Urozhen và Vinepol. Trước các đợt tấn công của cánh quân Vostok, lực lượng Ukraine đã tiến hành phản công. Tass dẫn lời ông Gorev cho biết, lữ đoàn tổng thống số 1 của Ukraine đã tiến hành ít nhất là hai đợt phản công nhằm vào lực lượng Nga nhưng bị các đơn vị của Vostok đẩy lùi. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố lực lượng Nga đã tấn công một địa điểm nơi các chỉ huy an ninh và quốc phòng Ukraine đang nhóm họp. Tuy nhiên, Nga không công bố thêm thông tin chi tiết về địa điểm, người tham gia cuộc họp cũng như thiệt hại. Vụ tấn công được đề cập trong cuộc họp giao ban hàng ngày của Bộ Trên với báo chí. Thông tin cho biết các chỉ huy quân sự và những người đồng cấp từ Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã có mặt. Cuộc họp này nhằm trong số các mục tiêu được chỉ định cho máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh của Nga hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, máy bay tác chiến chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh của các lực lượng Nga đã tấn công vào nơi tập trung của Ban chỉ huy Hội đồng An ninh Ukraine và các lực lượng vũ trang, đồng thời cũng khiến nhân lực và khí tài quân sự của đối phương bị mắc kẹt ở 137 khu vực. Ngày 19 tháng 3, Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm các thiết bị phòng không, nói rằng Nga đã phóng 130 tên lửa, hơn 320 máy bay không người lái tấn công và gần 900 quả bom dẫn đường chỉ trong các cuộc tấn công trong tháng này. Trên trang mạng xã hội X, ông Zelensky nhấn mạnh, chúng tôi cần được bảo vệ nhiều hơn, cụ thể là một số lượng thực tế các hệ thống phòng không mà các đối tác của chúng tôi sở hữu. Nhà lãnh đạo cũng nỗ lực thuyết phục rằng lực lượng không quân Ukraine đã chứng tỏ năng lực bắn hạ thành công tên lửa, máy bay không người lái và máy bay quân sự của Nga. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bày tỏ bị sốc vì Mỹ vẫn chưa phê duyệt gói viện trợ quân sự mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ, giữa lúc Kiev phải vật lộn với tình trạng thiếu nguồn cung vũ khí cho tiền tuyến sau hơn 2 năm xung đột với Moscow. Ông chia sẻ, điều thực sự quan trọng và điều khiến chúng tôi bị sốc là quyết định này vẫn chưa được thông qua. Theo quan chức này, cho tới nay, các cuộc thảo luận có liên quan vấn đề lợi ích sống còn, lợi ích chiến lược của Mỹ ở châu Âu vẫn đang tiếp diễn. Liên quan việc viện trợ quân sự cho Ukraine, cùng ngày 19 tháng 3, ông Peter Stano, người phát ngôn của đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell xác nhận vào cuối tháng này các thành viên trong khối sẽ cung cấp cho Kiev khoảng 500.000 quả đạn pháo. Ông Stano khẳng định một trong những mục tiêu ưu tiên trong chính sách của EU vẫn giữ nguyên đó là sẽ cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo trong năm nay. Trong khi đó, theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng đã công bố gói viện trợ trị giá 500 triệu euro, tương đương 542 triệu đô la Mỹ cho quốc gia Đông Âu, bao gồm 10.000 viên đạn. Giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba, Kiev và phương Tây đang đứng trước thời điểm quyết định quan trọng và đối mặt với một câu hỏi căn bản. Đó là làm thế nào có thể ngăn chặn các cuộc tiến công xa hơn của Nga và đảo ngược tình thế hiện nay? để tạo ra một chiến lược hiệu quả nhằm khai thác các điểm yếu của nga phương tây cho rằng cần đánh giá được tình trạng của quân đội nga đó không phải là lực lượng suy kiệt và tan tác như nhiều người mong đợi mà là một lực lượng nguy hiểm đang tràn đầy khí thế tiến công hiểu được sức mạnh chiến đấu của nga đồng nghĩa với việc xử lý các thông tin trái ngược nhau và trả lời một số câu hỏi phức tạp liệu đó là một lực lượng đang suy yếu phụ thuộc vào trang thiết bị thời liên xô và nguồn cung uav cũng như đạn pháo từ bên ngoài để tiến công với một cái giá đắt hay đây là một lực lượng ngày càng thích ứng và có năng lực tốt, có thể áp đảo các vị trí của Ukraine dọc tiền tuyến. Các binh sĩ Ukraine gần đây đã chia sẻ với New York Times rằng quân đội Nga không mạnh cũng không yếu, nhưng họ có khả năng chiến đấu lâu dài. Trên thực tế, Nga đã chấp nhận những yêu cầu và cái giá phải trả cho một cuộc xung đột kéo dài. Điện Kremlin huy động 300.000 quân tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và mua vũ khí thiết yếu từ các đối tác để tăng cường và duy trì sức chiến đấu. Trong khi đó, Ukraina không thể huy động ngành công nghiệp quốc phòng và nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất. Nước này phải dựa vào sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Ukraina cũng có dân số nhỏ hơn Nga, điều đó tức là thương vong của nước này sẽ nặng nề hơn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Tam giác Weimar ở Berlin, nơi họ đưa ra lời kêu gọi hỗ trợ Ukraina chống lại kế hoạch quân sự kéo dài 2 năm của Nga. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo cũng đạt được thỏa thuận mà trong đó Paris và Warsaw đứng về cùng một phía của chiến tuyến trong cuộc cạnh tranh với nông sản Ukraine trước thêm các cuộc đàm phán quan trọng nhằm tìm cách hàn gắn những rạn nước đã bộc lộ vào phút chót giữa các nước EU và Nghị viện châu Âu EP về thương mại với Ukraine. Theo thỏa thuận, Pháp ủng hộ đề xuất của Ba Lan nhằm hạn chế nhập khẩu nông nghiệp từ Ukraine một nhà ngoại giao đã đánh giá rằng đó là một mức thiệt hại lớn đối với ukraina quốc gia đang vật lộn để giành được mọi sự giúp đỡ có thể vị này nói những quốc gia thành viên đang thể hiện sự ủng hộ lớn nhất đối với ukraina cũng là những quốc gia gây thiệt hại nặng nề nhất cho đất nước này tranh chấp thương mại nếu không được giải quyết nhanh chóng có nguy cơ làm lu mờ hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo eu sắp tới và khiến những tuyên bố đoàn kết với ukraina của các nhà lãnh đạo trở nên sáo rỗng vì họ phải nhượng bộ trước áp lực từ những người nông dân trong nước. Nông dân không chỉ ở Ba Lan hay Pháp mà ở nhiều nơi khác trên lục địa châu Âu đang phải chịu áp lực lớn vì cho rằng họ không thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ vì chúng bị ràng buộc bởi bộ máy quan liêu của EU. Các nhà lập pháp châu Âu gần đây đã bỏ phiếu áp đặt một số hạn chế đối với đề xuất của EC nhằm gia hạn miễn thuế nhập khẩu cho Ukraine thêm một năm việc EP tuyết còi là một động thái gây bất ngờ vì các nước EU đã ủng hộ đề xuất ban đầu của EC vào tháng 2. Đề xuất bao gồm các hạn chế đối với đường, thịt da cầm và trứng nhập khẩu từ Ukraine. Vào thời điểm đó, chỉ có Ba Lan, Hungary và Slovakia bỏ phiếu chống lại việc gia hạn, trong khi Bulgaria bỏ phiếu trắng. Sau cuộc bỏ phiếu toàn thể tại EP, hầu hết các nước EU tỏ ra sẵn sàng giữ vững lập trường của mình trong các cuộc đàm phán liên thể chế và buộc EP phải thực hiện quyết định thông qua việc gia hạn không sửa đổi. Nhưng giờ mọi thứ lại được sới tung lên một lần nữa sau cú que xe của Tổng thống Pháp Macron hồi tuần trước. Thưa quý vị, dự thảo mới về luật huy động quân của Ukraine nhằm cập nhật khuôn khổ pháp lý trước làn sóng tuyển quân mới đang gây ra nhiều tranh cãi. Đáng chú ý khía cạnh gây tranh cãi nhất của dự thảo luật này là việc đưa ra hệ thống dự trữ kinh tế, cho phép miễn trừ nghĩa vụ quân sự đối với những người được coi là quan trọng đối với nền kinh tế của Ukraine. Theo tờ Financial Times, hiện đang có nhiều tranh cãi trong dự thảo mới về luật huy động quân của Ukraine, vốn nhằm cập nhật khuôn khổ pháp lý trước làn sóng tuyển quân mới, dự kiến được Quốc hội nước này bỏ phiếu vào ngày 31 tháng 3 Bộ Tài chính và quân đội Ukraina cho biết, kế hoạch huy động mới có thể lên đến 500.000 người nhập ngũ trong năm 2024, tiêu tốn khoảng 20,8 tỷ đô la Mỹ. Nhưng khía cạnh gây tranh cãi nhất của những thay đổi này là việc đưa ra cái gọi là hệ thống dự trữ kinh tế, vốn sẽ cho phép miễn trừ những người được coi là quan trọng. Đối với nền kinh tế của Ukraina, theo hệ thống mới, những cá nhân được miễn trừ này thay vào đó sẽ phải đóng góp tài chính cho ngân sách nhà nước để đầu tư cho các lực lượng đang tham chiến trong cuộc xung đột với Nga. Các ước tính cho thấy mô hình thu phí trên do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Ukraine đưa ra sẽ tạo ra từ 5 tỷ đến 13 tỷ đô la Mỹ hàng năm, dựa trên tính toán rằng có tới 2 triệu nam giới có đủ khả năng trả khoản thuế 520 đô la Mỹ hàng tháng được đề xuất. Dữ liệu về dân số nam của Ukraine được Ủy ban này thông báo cho thấy trong số 11,1 triệu nam giới Ukraine ở độ tuổi từ 25 đến 60, ước tính chỉ có khoảng 3,7 triệu người đủ điều kiện được huy động. Một cuộc khảo sát vào tháng 2 vừa qua của Info Sapiens một tổ chức nghiên cứu xã hội Ukraine, cho thấy 48% nam giới Ukraine không sẵn sàng chiến đấu, trong khi 34% sẵn sàng gia nhập quân đội. Sau 3 năm xung đột với Nga, tác động của những thành công ban đầu giờ đã phai nhạt và không còn khiến người dân Ukraine xung phong ra chiến trường. Nhiều binh sĩ Ukraine bị thương hoặc kiệt sức sau các trận đánh. Ukraine cấm nam giới 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước, yêu cầu những người từ 27 tuổi trở lên nhập ngũ, trừ một số trường hợp đặc biệt những người từ 18 đến dưới 27 tuổi có thể tình nguyện nhập ngũ. Quốc hội Ukraine nhiều tháng qua tranh luận về dự luật thay đổi quy trình tuyển quân và hạ độ tuổi bắt buộc nhập ngũ xuống 25. Bên cạnh đó, một số nghị sĩ Ukraine coi dự luật tuyển quân mới với hơn 4.000 sửa đổi là một phần nỗ lực của Tổng thống Zelensky nhằm đẩy cho quốc hội nước này trách nhiệm đưa ra những quyết định chắc chắn không được người dân ủng hộ. Ông Zelensky trong thời gian dài cố gắng kiểm soát thông điệp về tình trạng giao tranh để duy trì tinh thần của công chúng. Một trong những vấn đề khác mà ông Zelensky đang đối mặt là thái độ bi quan ngày càng tăng trong nước lẫn nước ngoài về khả năng Ukraine ngăn được tấn công dữ dội của Nga mà không cần viện trợ thêm từ Mỹ. Dự luật viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vẫn chưa được Hạ viện Mỹ thông qua. Khoảng cách về đạn dược là một trong những lý do vì sao lực lượng Ukraine đồn trú tại Adipka, miền đông Ukraine, buộc phải rút lui khỏi thị trấn chiến lược này vào giữa tháng 2, chấp nhận để quân đội Nga chiếm trọn nơi đây nhưng khoảng cách đạn dược giữa Nga và Ukraine đang thu hẹp dần. Các lữ đoàn Ukraine đang giữ được chiến tuyến, đồng thời gây tổn thất không nhỏ cho các trung đoàn Nga đang tiến công. Lô đạn pháo đầu tiên do Czech làm trung gian phải đến tháng 6 năm 2024 mới kịp đến Ukraine. Tuy nhiên, về mặt tinh thần, do biết sắp có đạn mới, các pháo thủ Ukraine dường như thoải mái tự tin hơn trong việc sử dụng kho đạn pháo dự trữ cho tình huống khẩn cấp. Thực tế mới này có thể là lý do để một số quan chức Kiev sẵn sàng đề cập từ tấn công lần đầu tiên trong nhiều tháng qua. Hiện nay, rất ít khả năng quân đội Ukraine huy động được đủ tân binh trong một cuộc tấn công lớn trong năm nay, năm 2024. Để thực hiện được một chiến dịch tấn công như vậy, có lẽ lực lượng vũ trang Ukraine phải cần đến hàng trăm ngàn tân binh. Tuy nhiên, việc một số quan chức Ukraine đề cập đến từ tấn công là chỉ dấu cho thấy cuộc khủng hoảng đạn phá của Ukraine có lẽ đang chấm dứt dần và tâm trạng của Kiev dường như đã khá hơn dù phe Cộng hòa tại Mỹ vẫn tiếp tục chặn gói viện trợ cho Ukraine. Tính tổng cộng các nguồn, Ukraine có thể thu được hơn 2 triệu quả đạn pháo, đủ cho các khẩu đội của họ bắn ít nhất 6.000 quả đạn pháo mỗi ngày cho đến hết năm 2024. Tất nhiên, hơn 2 triệu quả đạn pháo, dù là rất nhiều, nhưng vẫn thấp hơn mức mà Nga có thể sở hữu. Hiện các nhà máy Nga sản xuất khoảng 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm. Ngoài ra, Nga được cho là đã và đang tiếp nhận thêm từ Triều Tiên những lô lớn đạn pháo có thể lên tới 2 triệu quả đạn pháo trong năm 2023 và thêm 1 triệu quả đạn nữa trong năm nay. Trừ đi những quả đạn cầm thì Nga vẫn có đủ số đạn pháo để bắn 10.000 quả mỗi ngày. Nhưng ngay cả khi ấy, sĩ quan pháo binh Ukraine Green vẫn tỏ ra không lo lắng. Ông nói về các pháo thủ của mình, chúng tôi sáng tạo hơn, thông minh hơn. Dường như sĩ quan Green đang ám chỉ đến UAV. Khi khủng hoảng đạn pháo của Ukraine lên mức cao vào cuối năm 2023, một mạng lưới hàng trăm xưởng nhỏ trên khắp Ukraine đã đẩy mạnh sản xuất các máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV. Mỗi chiếc này có thể mang được nửa cân chất nổ đi xa khoảng 3 km. Ngày nay, các công xưởng đó sản xuất ra hơn 50.000 UAV mỗi tháng, vượt qua cả mức sản xuất UAV của Nga. Chính phủ Ukraine đặt mục tiêu nhận được 1 triệu UAV trong năm nay. Một chiếc UAV cảm tử FPV không thể thay thế hẳn cho một quả đạn pháo nặng 45 kg, mang theo 11 kg thuốc nổ đi xa tới 24 km. Tuy nhiên, UAV có thể bổ sung cho pháo binh truyền thống và làm dịu tình trạng khan hiếm đạn dược kéo dài của Ukraine. Hiện nay, Ukraine đang áp dụng một chiến thuật, đó là đầu tiên dùng trọng pháo để ngắm kỹ, nã vào một nhóm xung kích tập trung của Nga, khiến cho binh sĩ và xe quân sự Nga phải tản ra. Khi ấy, nhóm binh sĩ Nga rơi vào tình trạng thiếu tổ chức và phải ẩn nấp bên ngoài tầm bảo vệ của thiết bị gây nhiễu vô tuyến và súng phòng không, từ đó trở thành mục tiêu dễ hạ cho các UAV cảm tử của Ukraine lúc này sẽ sấn tới nhằm vào từng người lính và từng phương tiện cụ thể của đối phương. Trước đây, pháo binh Ukraine phải bắn 10 quả đạn mới hạ được một nhóm xung kích Nga. Nhưng nay, với chiến thuật trên, pháo binh Ukraine chỉ phải bắn 5 quả đạn. Sau đó, họ sẽ phối hợp với các trắc thủ UAV gần đó để vô hiệu hóa những quân nhân Nga còn lại. Theo tính toán của Bộ Quốc phòng Estonia, số lượng đạn pháo mới khoảng 2 triệu quả, chủ yếu đến từ Cộng hòa Czech, có thể làm suy giảm năng lực tiến công của Nga trong năm nay bằng việc gây thương vong cho khoảng 100.000 binh sĩ Nga. Trong bối cảnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tăng cường nâng cao năng lực quốc phòng và bảo vệ an ninh khu vực ở Biển Đen trước các cuộc xung đột hiện tại, dưới sự hỗ trợ của khối, Rumani đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự được xem là lớn nhất của khối ở châu Âu. Dự án xây dựng căn cứ quân sự này trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ, cơ sở quân sự mới có diện tích gần 3.000 hecta có thể tiếp nhận khoảng 10.000 binh sĩ NATO và gia đình. Rumani từ lâu đã là trung tâm quan trọng cho các hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở khu vực Biển Đen. Hàng nghìn binh sĩ Mỹ đã tới nước này để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và tham gia các hoạt động an ninh kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Máy bay chiến đấu và giám sát của Mỹ thường xuyên hoạt động từ cơ sở này như một phần của hoạt động kiểm soát an ninh của NATO. Việc mở rộng căn cứ không quân số 57 của không quân Rumani gọi là Mihai Kogan Nisenu nằm gần thành phố Cảng, Constanta, bên Biển Đen, được phía Nga coi là một động thái của NATO nhằm củng cố sườn phía đông của Liên minh quân sự phương Tây. Nằm trong loạt cảnh báo từ các quan chức Nga vào ngày 18-19 tháng 3, ông Andrei Klimov, phó chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga cho biết, dự án này thể hiện một mối đe dọa đối với Bucharest. Theo ông Klimov, Căn cứ quân sự chống Nga càng lớn và càng gần biên giới Nga thì càng có nhiều khả năng trở thành một trong những mục tiêu đầu tiên cho các cuộc tấn công trả đũa. Vị thượng nghị sĩ nói trong một cuộc thảo luận được truyền thông Nga đưa tin rằng nếu người Rumani thích điều đó, tất nhiên đó là việc của họ. Nhưng NATO đã lôi kéo người dân bình thường vào, có thể dẫn đến kết cục rất tồi tệ cho gia đình và con cái họ. Tôi không cố làm ai sợ hãi, tôi chỉ suy luận một cách logic, sẽ không có bất kỳ lợi ích nào cho Rumani từ điều này và sẽ có nhiều mối đe dọa hơn, đây là sự thật. Bên cạnh đó, theo ông Konstantin Garilov, trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Viên về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, nói với hãng RIA Novosti và được Radio Rumani dẫn lời rằng việc phát triển căn cứ NATO lớn nhất ở châu Âu tại thành phố cảng Constanta của Rumani tiếp tục làm sói mòn an ninh ở khu vực Biển Đen. Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, Nhóm lính tư nhân Getica của Rumani tuyên bố tham gia tấn công biên giới cùng với các nhóm vũ trang chống điện Kremlin, gồm quân đoàn tự do Nga, quân đoàn tình nguyện Nga và tiểu đoàn Siberia vào ngày 12 và 13 tháng 3 vừa qua. Nhóm lính tư nhân của Romania cho biết trong một tuyên bố và video được đăng trên Facebook, chúng tôi đã thực hiện các cuộc đột kích nhằm vào các ngôi làng ở biên giới Nga. Nhóm này cũng công bố các video họ pháo kích vào khu vực biên giới Nga từ phía Ukraine. Trước đó, các nhóm này tấn công qua biên giới Nga bằng xe tăng và xe bọc thép theo nhiều hướng riêng biệt. Quân đoàn tự do Nga tuyên bố đã chiếm đóng làng Tiotkino ở vùng Kursk trong cuộc tấn công đầu tiên. Đây là cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất do các nhóm là công dân Nga ủng hộ Kiev phát động kể từ đầu xung đột Nga-Ukraine. Tòa án tối cao Liên bang Nga đã liệt quân đoàn tình nguyện Nga, quân đoàn tự do Nga và tiểu đoàn Siberia vào danh sách nhóm phần tử cực đoan và cấm người dân gia nhập các tổ chức này trong phạm vi lãnh thổ nước Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng xác nhận có lính tư nhân nước ngoài tham gia vào nỗ lực tấn công khu vực biên giới của Nga. Ở diễn biến khác, ngoài nhóm lính tư nhân nước ngoài có cả những nhóm lính Nga lưu vong thân Ukraine tập kích phá hoại Nga đặc biệt trong cuộc bầu cử vừa qua. Nhóm lính Nga lưu vong nổi dậy chống lại chính quyền của Tổng thống Nga Putin. Họ hiện chiến đấu cho Ukraine bằng cách thực hiện các cuộc đột kích lén vào lãnh thổ Nga. Mục tiêu của họ là xuyên thủng tuyến phòng ngự thứ nhất của Nga, với hy vọng mở lối cho các đơn vị khác thọc sâu hơn nữa vào lãnh thổ Nga bằng xe tăng và xe thiết giáp chở quân. Các nguồn tin Nga và Ukraine xác nhận trong tuần qua, xung đột bùng phát dữ dội dọc biên giới phía nam của Nga khi có những cuộc đột kích trên bộ xuyên biên giới và trong lãnh thổ Nga, với quy mô rộng khắp nhất kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine. Các nhóm lính Nga lưu vong này thừa nhận ý đồ của họ là phá hoại bầu cử tổng thống Nga 2024. Tình báo quốc phòng Ukraine công khai hậu thuẫn cho các nhóm lưu vong này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã từng công bố thông tin cập nhật về số lượng lính tư nhân nước ngoài hiện diện ở Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Theo số liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố, ít nhất 13.387 lính tư nhân nước ngoài đã tới Ukraine để chiến đấu cho Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Ba Lan là nước cung cấp số lượng lính tư nhân lớn nhất cho Ukraine với 2.960 người. Trong khi đó, khoảng 1.113 lính tư nhân Mỹ hiện diện ở chiến trường Ukraine, theo ước tính của quân đội Nga. Đứng thứ ba trong danh sách cung cấp lính tư nhân cho Kiev là Georgia, với khoảng 1.042 lính tư nhân. Theo sau Georgia là Canada, quốc gia đã cung cấp 1.005 lính tư nhân cho Ukraine. Vương quốc Anh, Romania, Croatia và Pháp cũng nằm trong danh sách quốc gia có lính tư nhân tham chiến ở Ukraine. Theo ước tính của Nga, mặc dù Paris tuyên bố ủng hộ Kiev mạnh mẽ, nhưng chỉ có khoảng 356 công dân Pháp hiện diện trong xung đột ở Ukraine. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một sự cố xảy ra khiến chiếc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực vắng người gần Mirolavik, Ba Lan. Phía Nga cho rằng nguyên nhân có thể là do chịu tác động từ hệ thống Karasukha-4 của Nga, ngăn chặn hoạt động của hệ thống radar và thông tin liên lạc bằng chùm tia nhắm mục tiêu. Vụ việc máy bay không người lái trinh sát MQ-9 Reaper của Mỹ hạ cánh khẩn cấp trên lãnh thổ Ba Lan đã gây ra tiếng vang đáng kể theo ấn phẩm Russian Weapon, nguyên nhân vụ việc là do tác động của hệ thống tác chiến điện tử EVK, Karasuka 2 và Karasuka 4 của Nga. Các tổ hợp này có khả năng gây nhiễu tín hiệu GPS cũng như bịt mắt radar và hệ thống liên lạc của chiếc máy bay không người lái. Truyền thông quốc tế ghi nhận, máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhằm phát hiện các vị trí quân sự của Nga dọc biên giới với khu vực Kaliningrad. Tuy nhiên, hệ thống tác chiến điện tử Karasuka 2 của Nga đã làm gián đoạn hoạt động của các khí tài định vị. Sau đó, Karasuka 4 tiếp tục ngăn chặn hoạt động của hệ thống radar và thông tin liên lạc bằng chùm tia nhắm mục tiêu. Kết quả là chiếc máy bay không người lái mất liên lạc với người điều khiển và buộc phải hạ cánh xuống lãnh thổ Ba Lan. Các chuyên gia quân sự Nga nói thêm, chuyến bay của máy bay không người lái kết thúc bằng việc hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân ở Miroslavet, nơi nó cất cánh, bay tự động mà không cần sự điều khiển trực tiếp của người điều khiển. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết không có thương vong trong vụ việc và đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố. MQ-9 Reaper là UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân Mỹ. Định danh MQ cho thấy nó là máy bay không người lái đa nhiệm, trong khi 9 là thứ tự của phi cơ trong các dòng UAV của Mỹ. Đây là dòng UAV tìm diệt đầu tiên của Mỹ, được thiết kế cho hoạt động trinh sát tầm xa ở độ cao lớn. Máy bay không người lái MQ9 Reaper có chiều dài 11m, sải cánh 20,1m, tải trọng 2,2 tấn, tốc độ tối đa 482 km/h và tầm bay 1 1852 km. Máy bay có thể được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, hoạt động cứu hộ và tấn công chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất và trên không. Ngoài ra, hệ thống cảm biến của MQ9 gồm cụm chỉ thị mục tiêu đa phổ AN/DAS1 với kênh truyền hình màu, hồng ngoại và bộ chiếu xạ laser, kết hợp với radar AN/ AP8 Lynx 2 có tính năng quét khẩu độ tổng hợp để tạo ra hình ảnh 3 chiều của địa hình và tìm kiếm mục tiêu. Báo cáo của cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết, mỗi máy bay Reaper có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Đơn vị MQ9 Mỹ đóng tại Miroslavic bắt đầu hoạt động từ tháng 3 năm 2019. Trung Quốc tạo ra loại máy bay không người lái drone quân sự mới có thể tự nhân lên trong chớp mắt ngay giữa không trung, tạo bất ngờ cho đối thủ. Drone mới do các nhà khoa học tại Đại học Hàng không và Du hành Vũ trụ Nam Kinh Trung Quốc chế tạo, được mô tả chưa từng thấy trên chiến trường. Thoạt nhìn nó cũng chỉ như những chiếc drone thông thường, nhưng khi tiếp cận không phận mục tiêu, nó có thể chia tách trong nháy mắt thành hai, ba hoặc thậm chí sáu drone nhỏ hơn, tùy thuộc vào ý định tác chiến. Nhà khoa học Thạch Chí Vi, người dẫn đầu nghiên cứu tiết lộ, mỗi drone này chỉ có một cánh quạt, nhưng có thể bay lượn và di chuyển tự do như loại thông thường. Khi chia tách chúng vẫn có thể liên lạc với nhau và mỗi chiếc lại đóng vai trò cụ thể nào đó chẳng hạn như chỉ huy trinh sát theo dõi và thậm chí phát động một cuộc tấn công để hoàn thành nhiệm vụ chung và khẳng định đây là bước đột phá trong công nghệ tách không khí theo báo sao china morning post công nghệ drone mới của trung quốc được đánh giá có thể thay đổi cục diện chiến trường các nhà khoa học lý giải khi bảy drone xuất hiện trên radar đối phương các hệ thống phòng không sẽ phân bổ nguồn lực và phương tiện vũ khí dựa trên số lượng ghi nhận giống như nhiều nhà nghiên cứu tiên phong về drone trong lịch sử drone quân sự mới được các nhà khoa học Trung Quốc lấy cảm hứng từ cấu trúc độc đáo của hạt phong, hạt của cây phong lá đỏ, cho phép nó bay lơ lửng hoặc thậm chí bay lên trong điều kiện có gió và có thể bay khoảng cách xa. Vào tháng 9 năm ngoái, lực lượng lục quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã từng trình làng máy bay không người lái UAV chiến đấu đầu tiên của mình. UAV này được trưng bày tại triển lãm trực thăng quốc tế Trung Quốc lần thứ 6 ở Thiên Tân và có tên gọi là KVD-002 nó trở thành UAV chiến đấu trinh sát đầu tiên phục vụ cho lực lượng lục quân của PLA. Theo China Daily, UAV được trang bị hai tên lửa không đối đất AR-1 cũng như thiết bị trinh sát. UAV được thiết kế để tiến hành trinh sát lâu dài trên một khu vực rộng lớn và thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các mục tiêu như hệ thống phòng không, xe bọc thép và công sự của đối phương. Tờ China Daily cho biết UAV này có thể dựa trên mẫu UAV CH-4, bay liên tục tới 30 giờ và đạt tốc độ tối đa 230 km h Ngoài ra, KVD-002 có trọng lượng cất cánh tối đa 1,33 tấn, cũng như có thể mang theo gần 350 kg vũ khí và thiết bị bao gồm tên lửa, bom, radar, máy ảnh. Trong cuộc vận động tranh cử ngày 19 tháng 3 giờ Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã sử dụng cách nói đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại mà cựu Tổng thống Donald Trump dùng làm khẩu hiệu. Theo hãng tin Reuters, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh kế hoạch giảm chi phí nhà ở tại các điểm dừng trong đợt vận động trên khắp tiểu bang Nevada Ông Biden nhắm tới giá thuê cao chót vót và chỉ trích các chính sách của đối thủ Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ cũng đề xuất mức thuế tối thiểu đối với các tỷ phú và tuyên bố: "Chúng ta có thể đầu tư vào những thứ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, như chăm sóc trẻ em, một loạt những việc chúng ta có thể làm." Sau đó, ông Biden tới Arizona, một bang khác có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc tái tranh cử tổng thống tháng 11 năm nay của ông. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters, Ipsos Ông Biden đang dẫn trước ông Trump một điểm phần trăm trong số cử tri đã đăng ký. Ông đã đến nhiều điểm dừng ở một loạt bang kể từ khi chỉ trích gây gắt chính sách của ông Trump trong thông điệp liên bang hồi đầu tháng. Tổng thống Mỹ còn đưa ra nhiều ý tưởng mà ông hy vọng sẽ thực hiện nếu được giao nhiệm kỳ thứ hai. Trong lần tái tranh cử năm nay, phương châm của ông Biden là chúng ta có thể hoàn thành công việc, nghe giống cam kết của một nhà thầu xây dựng hơn là lời hùng biện chính trị. Tuy nhiên, các cố vấn hiện tại và trước đây của Tổng thống cho rằng Bidenomics giống như cuộc cách mạng kinh tế Mỹ. Cuộc cách mạng này sẽ đi về đâu nếu ông Biden tiếp tục điều hành Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai? Có hai kịch bản xảy ra. Đầu tiên, nếu Đảng Cộng Hòa vẫn giữ quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện hoặc cả hai, các cố vấn nói rằng trọng tâm của ông Biden sẽ là bảo vệ những thành tựu lập pháp của mình. Đảng Cộng Hòa sẽ không thể hủy bỏ các gói đầu tư của ông Biden, nhưng có thể cản trở chúng. Vì vậy, nếu quốc hội từ chối hợp tác, tiền thực tế được chi sẽ bị siết chặt hơn. Khi ấy, việc khởi động đầu tư trong vài năm qua có thể sẽ giảm. Các nhà sản xuất sẽ phải vật lộn để tồn tại vì chi phí đầu vào đắt đỏ. Nhưng ông Biden sẽ có một số đòn bầy. Nhiều khoản cắt giảm thuế lớn được thông qua thời ông Donald Trump sẽ hết hạn vào cuối năm 2025. Nếu Đảng Cộng Hòa muốn gia hạn chúng để tránh thuế suất tăng vọt, khả năng họ phải thương lượng với ông Biden. Đổi bằng việc ủng hộ một số ưu tiên của Tổng thống, bao gồm cả trợ cấp công nghiệp, bất kể nguy cơ ảnh hưởng ngân sách ra sao. Trước mắt, để có khả năng tiếp tục điều hành nền kinh tế lớn nhất thế giới, ông Biden phải thuyết phục được người Mỹ. Khi chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử, ông nhấn mạnh việc mọi người đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn về tình trạng nền kinh tế. Đây sẽ là vấn đề quan trọng đối với họ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Chuyển sang thông tin về tình hình xung đột ở Trung Đông. Thưa quý vị, tờ The Times of Israel dẫn lời hai quan chức cấp cao của Mỹ, cho biết Mỹ sẽ trình bày các kế hoạch thay thế để Israel có thể tiếp tục truy đuổi Hamas mà không cần tấn công Rafah trên bộ. Dẫn lời hai quan chức cấp cao của Mỹ Tờ The Times of Israel cho biết Mỹ sẽ trình bày các kế hoạch thay thế để Israel có thể tiếp tục truy đuổi Hamas mà không cần tấn công Rafah trên bộ. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan đã nhắc đến ý tưởng này khi ông nói về cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Israel đồng ý với ông Biden là sẽ cử một nhóm tới Mỹ để lắng nghe những lo ngại của Mỹ về kế hoạch tấn công Rafah. Mỹ cũng sẽ đưa ra một cách tiếp cận khác để Israel tấn công các thành viên chủ chốt của Hamas ở Rafah và bảo vệ biên giới Ai Cập-Gaza mà không cần tấn công Rafah trên bộ. Theo cách tiếp cận này, Mỹ muốn Israel sẽ tập trung ngăn chặn hoạt động buôn lậu vũ khí từ Ai Cập và Gaza Thông qua hành lang Philadelphia. Theo Mỹ, nếu Israel đã được một thỏa thuận mới với Ai Cập và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để cắt đứt tuyến đường buôn lậu vũ khí vào Gaza, thì cách tiếp cận này sẽ hiệu quả hơn trong việc loại bỏ Hamas so với tấn công trên bộ ở Rafah. Một quan chức Mỹ nhận định nếu Israel tấn công Rafah và gây ra nhiều thương vong dân thường, thì sẽ khó khiến Ai Cập hợp tác trong phong tỏa hành lang Philadelphia. Theo các quan chức Mỹ, nước này phản đối Israel tấn công trên bộ ở Rafah không có nghĩa là phản đối tấn công các thủ lĩnh Hamas ở Rafa hoặc những nơi khác. Kế hoạch mà Mỹ định đề xuất với phái đoàn Israel sắp tới sẽ tập trung vào mục tiêu này. Phía Mỹ cũng muốn Israel sẽ sử dụng giai đoạn sắp tới để tăng cường hỗ trợ nhân đạo quy mô lớn trong bối cảnh báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy nạn đói sắp xảy ra ở phía bắc Gaza. Điều này có nghĩa là Israel sẽ cần mở thêm các tuyến đường bộ trong Gaza để cung cấp viện trợ cho miền bắc. Các kế hoạch thay thế mà Mỹ muốn thảo luận với phái đoàn Israel cũng sẽ bao gồm các nỗ lực tái thiết Gaza và xây dựng một giải pháp thay thế Hamas. Cả hai vấn đề này đều là điểm gây tranh cãi. Theo kế hoạch dành cho Gaza thời hậu chiến mà ông Netanyahu trình bày trước đó, Israel sẽ chỉ tái thiết Gaza sau khi vùng đất này được phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa. Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng muốn trao quyền cho các thủ lĩnh thị tộc địa phương không có quan hệ gì với chính quyền Palestine để thay thế Hamas quản lý Gaza. Dù vậy, Mỹ và cộng đồng quốc tế không hoan nghênh ý tưởng này vì họ muốn chính quyền Palestine quay lại giải Gaza. Trong cuộc trao đổi với The Times ở Israel, cả hai quan chức Mỹ đều nói rõ rằng Mỹ không phớt lờ bốn tiểu đoàn Hamas còn lại ở Rafa, nhưng cho rằng ông Netanyahu đã nói quá về sức mạnh và tầm quan trọng của việc lật đổ Hamas. Trong khi đó, văn phòng của Thủ tướng Netanyahu thông báo rằng ông đã cử hai trợ lý đáng tin cậy nhất là Bộ trưởng Vấn đề Chiến lược Ron Demer và Cố vấn An ninh Quốc gia Tzachi Hanebi dẫn đầu phái đoàn Israel tới Mỹ Người phát ngôn Nhà Trắng Karin Jean-Pierre thông báo rằng cuộc gặp của phái đoàn Israel với Mỹ có thể sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Trong nhiều tháng qua, Mỹ nói rõ rằng chỉ ủng hộ cuộc tấn công Rafah nếu Israel đưa ra trước một kế hoạch đáng tin cậy để bảo vệ hơn một triệu dân đang trú ẩn ở đây. Giới chức Mỹ cho rằng không có một kế hoạch nào có thể đảm bảo được điều đó. Ông Netanyahu nói rằng quân đội Israel sẽ sơ tán dân thường đến các khu vực phía Bắc Rafah trước khi bắt đầu chiến dịch và tuyên bố ông đã phê duyệt kế hoạch tấn công Rafah kế hoạch tấn công Rafah đã gây tranh cãi giữa Israel và Mỹ trong nhiều tháng qua. Rafah là nơi cuối cùng của giải Gaza mà lực lượng mặt đất của Israel chưa tiến vào ồ ạt. Nói về chiến dịch tấn công Rafah của Israel dường như là một phần nỗ lực gây áp lực buộc Hamas phải đồng ý với thỏa thuận con tin đang được đàm phán, nếu không sẽ có nguy cơ thành trì cuối cùng bị phá hủy. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 19 tháng 3 đã công bố quyết định thành lập lữ đoàn Heharim, đơn vị sân cước mới có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động xuyên biên giới chống lại Liban và Syria trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng do cuộc giao tranh đang diễn ra ở giải Gaza. Theo thông báo, lữ đoàn Heharim nằm dưới sự chỉ đạo của sư đoàn 210, đảm nhiệm vai trò ứng phó với tình hình ở biên giới phía bắc Israel và thu thập thông tin. Đại tá Liron Appelman sẽ là người chỉ huy lữ đoàn mới được thành lập. Lữ đoàn Heharim sẽ đi vào hoạt động trong những tuần tới tại khu vực tranh chấp Mao Hermon, còn được gọi là Jaban Ansei và Mao Đốp, còn gọi là Trang trại C3 cả hai khu vực này từ lâu đã trở thành điểm nóng bạo lực do tranh chấp lãnh thổ và hiện thuộc trách nhiệm quản lý của lữ đoàn Hermon số 810 của IDF. Lữ đoàn mới được giao nhiệm vụ chuyên chiến đấu ở địa hình khó khăn và tác chiến ở khu vực miền núi. Biên giới của Israel với Liban và Syria từng là nơi xảy ra những cuộc chiến tranh trong quá khứ, một số có liên quan trực tiếp đến vấn đề Palestine. Đến nay, Israel vẫn ở trong tình trạng giao tranh chính thức với cả hai nước láng giềng này và bầu không khí thù địch hiện đã lên đến đỉnh điểm do cuộc xung đột ở Gaza. Mới đây nhất, quân đội Israel tiến hành cuộc tập kích tên lửa dữ dội vào Syria, đồng thời đẩy mạnh các đợt không kích vào miền Nam Liban. Hãng thông tấn Sana của Syria thời điểm đó cho biết, lực lượng Israel tại cao nguyên Golan đã bắn một số lượng chưa xác định tên lửa hướng về khu vực phía đông nam thủ đô Damascus của Syria. Nguồn tin khẳng định, hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ một số quả tên lửa của đối phương, song cuộc tập kích tên lửa vẫn khiến một binh sĩ bị thương và gây ra một số thiệt hại vật chất. Trong khi đó, tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, Mục tiêu của cuộc không kích lúc đó là hai địa điểm quân sự của Syria ở vùng núi Qalamo, phía đông nam thủ đô Damascus. Theo tổ chức này, đây đã là cuộc không kích thứ 24 mà quân đội Israel tiến hành vào lãnh thổ Syria trong năm 2024. Ngoài mặt trận Syria, quân đội Israel còn tiến hành ít nhất 4 cuộc không kích vào 4 địa điểm thuộc khu vực miền nam Liban lúc bấy giờ. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, mục tiêu tấn công là các cấu trúc quân sự và một số đài quan sát của phong trào Hezbollah. Các cuộc không kích nhằm đáp trả đợt bắn tên lửa chống tăng của Hezbollah từ miền Nam Liban sang miền Bắc Israel trước đó. Trong khi đó, khu vực biên giới Liban-Israel chứng kiến căng thẳng gia tăng kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, sau khi nhóm Hezbollah tại Liban bắn hàng chục quả rocket về phía Israel để bày tỏ ủng hộ cuộc tấn công của Hamas. Ngày 17 tháng 3, trang Liban News cho biết, xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah ở khu vực biên giới phía Nam Liban đã gây thiệt hại gián tiếp 350 triệu đô la Mỹ. Theo Liban News, thiệt hại trên là do nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị phá hủy một phần hoặc toàn bộ. Bên cạnh đó, khoảng 10 triệu mét vuông đất nông nghiệp và rừng đã bị thâu rụi. Ông Netanyahu hôm 19 tháng 3 nhấn mạnh, ông đã nói cực kỳ rõ ràng với Tổng thống Mỹ rằng Israel quyết tâm loại bỏ lực lượng Hamas ở Rafah và không có cách nào để làm điều đó ngoại trừ việc triển khai chiến dịch trên bộ. Theo hãng tin Reuters, hai nhà lãnh đạo đã điện đàm. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan cho biết, Washington tin rằng việc tấn công Rafah sẽ là một sai lầm và Israel có thể đạt được mục tiêu quân sự của mình bằng biện pháp khác. Trước nỗi lo về nguy cơ nạn đói sắp xảy ra ở Gaza, người phát ngôn Nhà trắng, Karin Jean Pierre, hôm 19 tháng 3 cho rằng các quan chức Mỹ và Israel sẽ gặp nhau vào đầu tuần tới tại Washington để thảo luận về hoạt động quân sự của Israel tại Rafah. Bà Jean Pierre thông báo, ông Biden đã yêu cầu ông Netanyahu cử một nhóm quan chức quân sự, tình báo và nhân đạo cấp cao tới Washington để thảo luận toàn diện Washington đã phát động nỗ lực ngoại giao mới, thúc đẩy lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng, nhằm giải thoát con tin và cung cấp viện trợ lương thực để ngăn chặn nạn đói ở Gaza. Trong một diễn biến khác có liên quan, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Vedan Patel tuyên bố, Israel nên cho phép lãnh đạo và các nhân viên của cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA tới thăm các khu vực hoạt động của cơ quan này, trong đó có những địa điểm tại Gaza. Ông Patel lưu ý Việc đi lại tự do của đội ngũ nhân viên quốc tế là một phần chủ chốt trong phản ứng nhân đạo và Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với chính phủ Israel để nhanh chóng phê duyệt thị thực cho các nhân viên của Liên Hợp Quốc và tổ chức phi chính phủ. Lời kêu gọi nêu trên được phía Mỹ đưa ra sau khi UNRWA và Ai Cập cho biết Israel đã từ chối cho phép người đứng đầu UNRWA, Philippe Lazzarini vào giải Gaza hôm 18 tháng 3. Thủ tướng Giorgia Meloni tuyên bố Italia phản đối chiến dịch tấn công trên bộ của lực lượng Israel vào thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza phát biểu với các nhà lập pháp tại thượng viện, Thủ tướng Meloni nêu rõ, Italia sẽ nhắc lại lập trường phản đối hành động quân sự của Israel trên thực địa ở Rafa, đồng thời cảnh báo hành động này có thể gây ra hậu quả thảm khốc hơn nữa đối với dân thường. Thủ tướng Meloni nhấn mạnh, mục tiêu mở các tuyến đường bộ mới và hành lang hàng hải từ ship tới Gaza để đảm bảo vận chuyển viện trợ nhân đạo an toàn cho người Palestine là ưu tiên của chính phủ Italia. Ước tính có khoảng 1,5 triệu người dân ở Gaza chạy trốn xung đột đã tìm đến Rafa, thành phố phía nam giáp với Ai Cập được cho là tương đối an toàn. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên VTC News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.